Muốn đi nhanh thì đi một mình, mà muốn đi xa thì phải đi cùng đồng đội. Các bạn này mang một cái ý nghĩa biểu tượng phong thủy vô cùng sâu sắc, đó là một tinh thần đoàn kết trong một tập thể. MC Mai của tiểu đội có một Văn Hy kính chào toàn thể anh chị nhà mình đã đến với video của em gái trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúc anh chị nhà mình luôn luôn gặp những cái điều may mắn trong công việc và trong cuộc sống ạ. Ngày hôm nay em muốn gửi tới anh chị em nhà mình một cây cầu bát mã, hay được gọi là mã đáo thành công, làm trên dòng chất liệu là gỗ ngọc am, một dòng gỗ thơm cho em gái đi ạ. Tác phẩm này với tổng chiều cao là 32, chiều ngang là 1m02 và chiều sâu là 21 ạ. Ngay bây giờ em cùng anh chị nhà mình hướng sát camera gần, ngắm nhìn, thưởng lãm tổng quan từng chi tiết tác phẩm một đúng không ạ? Đây anh chị ơi, tám chú ngựa nhá, rất là đục, rất là đẹp luôn. Từ những cái thớ cơ, thớ thịt được đục cuồn cuộn nổi lên, thể hiện đây là một chú ngựa khỏe khoắn, dẻo dai, phi nhanh trong gió, phi ngàn dặm anh chị nhớ. Báo tin mừng, báo tin chiến thắng về cho gia chủ nhà mình đi ạ. Anh chị thấy không ạ? Mỗi chú ngựa là một thần thái dáng vẻ khác nhau. Và anh chị em nhà mình để ý ở đây luôn luôn là có một con ngựa đầu đàn anh chị nhá. Một con ngựa đầu đàn ngoảnh mặt về phía sau để ngắm nhìn đồng đội của mình, xem có ai bị bỏ lỡ phía sau không. Đây là một vầng tác phẩm, đó nó mang một cái ý nghĩa biểu tượng hết sức là sâu sắc anh chị ạ. Ấy, sống thì phải luôn luôn có tình đoàn kết. Và một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ ấy chưa? Đấy, từ những cái đường bòn của chú ngựa hay kể cả những cái đường đuôi đây cũng được đục tỉa hết sức là tỉ mỉ sắc nét cho em gái ạ. Phô ra đây là những cái đường vân chất gỗ của dòng gỗ Ngọc Am, hàng cao mọng tinh dầu anh chị nhớ. Cao tổng thể là 32, ngang là 1m02 và chiều sâu là 21. Mặt đằng sau của tác phẩm đầy anh chị nhớ. Vâng ạ, những chú ngựa ấy phi nhanh trong gió, dáng thế rất là phiêu, dựa theo hoàn toàn dáng thế tự nhiên của phôi gỗ Ngọc Am, cái phần gốc anh chị nhớ, rất là thơm luôn cho em gái đấy ạ. Anh chị nào mà quan tâm tác phẩm này thì kính mời anh chị nhà mình qua bên em 59 Cầu Tây, làng nghề mộc Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương. Hoặc anh chị có thể là kết nối trực tiếp với bên em gái qua hai đầu số hotline quen thuộc là 093 102 8866 và 082 338 6868. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video của em ạ. Hẹn gặp lại chị mình trong các video tiếp theo.